già núi nha. Vậy mới đẳng cấp. Trời ơi nước chảy kìa má ơi. 2 3 1 sống. Nước chảy đâu. Hay, chào mọi người đến với kênh Lưu Vũ Vlog nha. Ngày hôm nay mình mời mọi người cùng mình đi tham quan căn nhà màu tím nha mọi người. Thì căn nhà màu tím này tọa lạc tại số 99 đường Chí Sinh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha. Thì mình đi hướng về cảng Cái Cui, rồi qua phà Bến Bạ, đi tầm 150m vẹo phải vào đường Chí Sinh, chạy thẳng là tới nha mọi người. Nào, bây giờ cùng mình tham quan căn nhà màu tím xem như thế nào nha mọi người. Ba vé nha. Vé nhiêu vậy? Dạ mỗi vé 60 bao gồm một phần nước uống tự chọn nha anh chị. Rồi rồi, cảm ơn em. Là giờ mình vào quầy pha chế là mình đưa phiếu ra là mình uống nước ha. Dạ rồi, cảm ơn em. Thơm hả? Thì mình bước vào thì là một cái không gian, xong rồi bên tay trái mình thì mình thấy có cái cô này đây đang ngồi giống như là mình tạo kiểu chụp hình đó các bạn. Đó, một cảnh rất là đẹp nha, cảnh rất là thơ mộng nha. Còn bây giờ mình sẽ đi từ từ vào trong sảnh trước nha mọi người. Thì vào đây đập vào mắt mình là một màu tím rịm luôn đó các bạn. Mình đứng đây chán nắng nên màu có lúc không được đẹp lắm nha các bạn. Các bạn thông cảm nha. Đâu đưa vé anh xem ơi. Đây là vé nè nha các bạn. Thì mình vào trong mình đưa vé cho người ta rồi mình uống nước nha mọi người. Thì hồi nãy mình mua là vé là 60.000 nha các bạn. Nhưng mà mình được uống nước miễn phí trong menu của quán nha. Các bạn thấy có đẹp không? Rất là đẹp nha các bạn. Màu trang trí màu tím nhìn nó bắt mắt lắm. Đây là cái khung viên ở phía trước căn nhà màu tím, để mà mọi người vừa bước vào mua vé mà cảm thấy là đi đường mệt mỏi đó, thì nơi đây có mấy cái sofa nè cho mình ngã lưng để mà nghỉ ngơi nha. Mang tên căn nhà màu tím là mình nghe màu tím là mình biết là nó mạnh mẽ như thế nào rồi đó các bạn. Rất chi là mạnh mẽ nha. Mình nói cho vui thôi chứ theo mình được biết thì chủ nhân căn nhà này là lấy cái ý tưởng màu tím này là nói lên cái sự chung thủy của hai vợ chồng đó các bạn. Màu tím là hiện diện của sự chung thủy, của sự gắn kết yêu thương với nhau đó. Họ trang trí nhìn dễ thương lắm nha các bạn. Mấy chú Doraemon nè. Rồi bên này là mấy chú heo nè. Đây là căn nhà của Yển nha. Nhìn nó dễ thương lắm. Đó, như hai anh chị đó là nghỉ mệt xong rồi bắt đầu là bây giờ là chuẩn bị là tự sướng đó. Bắt đầu là buông lụa đó. Bây giờ mình sẽ đi từ từ vào trong tham quan như thế nào. Thì bây giờ thì mình sẽ đi qua cái cầu này đi. Xem bên đó có gì nha các bạn.
Thì mình thấy đây là một cái khung cảnh trang trí màu tím rất là đẹp nha các bạn, nhìn rất là bắt mắt, để mà cho mọi người mình chụp hình, quay phim rồi đó các bạn. Ngôi nhà này được xây trên cây bằng lăng đó nha các bạn, đó đó là cây bằng lăng. Thì một lát nữa mình mời các bạn cùng mình lên xem trong căn nhà đó có cái gì hấp dẫn và thú vị nha các bạn. Thì đây là chiếc ghe được chở đầy cây trái hết nha các bạn. Trái cây này là trái cây vườn không đó nha. Đây là căn nhà lá được thiết kế rất là Nam Bộ nha mọi người. Có bụi gơm nè, có hai con trâu chiếc cửa nè, một cái đòn gánh, rồi thêm hai cái bàn bằng tre. Thì ngôi nhà này là chắc không có xa lạ gì với những người miền Tây đâu, theo mình nghĩ là như vậy. Nhà lá ở rất là mát nha mọi người, ở rất là thích. Còn bên này là cái cây cầu khỉ nè, còn cái kia là cái vó để mà bắt cá nè. Thì căn nhà này cũng được là tái hiện trong phim đó nha các bạn. Cái nhà này thì cũng là một cái phim trường đó, để mà những cái đạo diễn đồ muốn quay những bộ phim về ngày xưa đó của Nam Bộ đó, thì rất là cần những cái khung cảnh này để mà đưa lên phim, nhìn nó rất là đẹp,
nó rất là gần gũi với người miền Tây mình. Ở đây mình thấy có cái cối xay bột nè, có cái nơm để mà bắt cá nè, nhiều thứ của tuổi thơ quá. Mình bước vào đây thì mình có cảm giác như là nó gợi nhớ lại một phần của ký ức của tuổi thơ mình lúc còn nhỏ vậy đó mọi người. Thì cái căn nhà này nó cũng giống một phần nào đó của căn nhà của mình ngày trước vậy. Theo mình nghĩ không phải là của mình mà toàn bộ những người Nam Bộ hết. Còn đây là cái khung cảnh đối diện với cái nhà lá hồi nãy đó. Thì đây cũng là cái không gian để mà mình vừa ăn uống, mình có thể chụp hình. Tại vì trang trí ở đây là cũng nhìn rất là bắt mắt các bạn. Toàn là màu tím, tím rịm không à. Nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ thì mình bước vào căn nhà tím này để mà mình tham quan rồi chụp hình nha mọi người. Sau khi mình chụp hình xong thì mình đi tiếp nha các bạn. Thì đây là một cái quán cà phê sân vườn, nhưng mà cũng trang trí toàn là màu tím rịm không à. Nhưng mà một tí nữa mình sẽ ghé lại đây sau nha. Mình thấy phía trước đông đông người nó vui nè. Để mình vào đó mình quay cho mọi người cùng xem nha. Tới rồi nè mọi người, xem mấy cô chụp hình nha. Mấy cô này rất là vui và rất là dễ thương nha các bạn. Chị bỏ cái áo xuống rồi chị ơi, chị cua hồn quá chị ơi. Rồi đứng im đó. Rồi đi, đó được rồi chị ơi, đó được rồi. Ok ha, đẹp rồi em. Rồi. Trời, cũng người nổi tiếng lắm chứ, được người ta quay phim. Với người ta xin chụp hình nữa chứ. Rồi chị Hà vậy không? Rồi tới đây. Không vậy đi, lên chó này thả xuống chụp. Chứ đi sao dốc quá à. Là đứng hái hái dừa à. Em sợ độ cao cũng muốn chó. Vậy vậy em quen rồi, đi. Em cũng muốn. Đây là nấc thang thiên đường nha mọi người. Thì nơi đây mình thấy rất là nhiều người thích lên đây để mà chụp hình á. Nhìn nó rất là đẹp. Thank you.
Đây là trái tim màu tím nha các bạn. Nó thể hiện cho một cái tình yêu thủy chung. Trong này mình thấy có mấy căn nhà thiết kế để làm phim trường, để cho những cái đoàn phim họ vào họ quay những cái cảnh mà xưa của Nam Bộ á các bạn. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng mình tham quan xem trong những cái căn nhà như thế này nó được thiết kế và trang trí như thế nào nha. Khăn gằn Nam Bộ này Sơn. Mấy bộ khăn gằn này là đúng chất của người Nam Bộ luôn á các bạn. Còn treo trên kia là tranh nha. Thì mấy cái tranh này là nó không có xa lạ gì với mình đâu. Ở quê mình lúc trước nhiều lắm. Hầu như là nhà nào đều có treo hết. Anh này đang tính tái hiện lại cái cảnh dệt lụa của ngày xưa nha các bạn. Nhưng mà ở đây là hình như là dệt khăn rằn á. Mà nhìn tướng này là không biết là có biết dệt hay không nữa đây.
còn bên này là một cái tủ ly, một cái tivi trắng đen và một cái máy cassette. Thì mình đang đứng trước cái hiên hàng ba của cái nhà sàn Khăn Gằn đó các bạn. Thì các bạn cũng thấy đó, cái cảnh nó rất là đẹp nha. Nhìn nó lãng mạn lắm. Hèn chi mấy cô này cứ thích chụp hình ở đây lắm. Mấy cô này rất là vui nha các bạn. Dễ thương lắm. Mời các bạn cùng mình ghé thăm cửa hàng làm điệu của cô Tím nha các bạn, xem trong này có gì nha. Cái này là mình bán lưu niệm hả cô, hả chị? Chị đó mắc cỡ hay sao đó các bạn, mình hỏi mà nói chuyện nhỏ xíu mà mình không nghe luôn á, hay là mình kêu bằng cô và dặn không biết. Đây là nơi bán quà lưu niệm và cho thuê đồ để mà các bạn thuê áo dài hay gì đó chụp hình luôn nha các bạn. Mình thì tính thuê cái bộ áo dài để mà mặc, nhưng mà thôi nghĩ lại thôi, không nên thuê. Mình cùng vào tham quan cái nơi lưu lại những ký ức này nha, xem trong đó có gì nghe mọi người. Thì trong này có nhà mai của cô Sáu nè. Mình thấy là cái cách mà trang trí rất là giống những năm 80-90 nha các bạn. Còn những năm trước đó nữa thì như thế nào tại mình không biết, mình không dám nói tại vì lúc đó mình chưa có ra đời. Ở đây là có cái máy cu le nè, có cái hộp đựng đạn ngày xưa và có mấy chiếc xe nè. Thì ba chiếc xe này là cũng thuộc dòng xe cổ rồi nghe mọi người. Rồi có tivi, có máy quạt, có máy cassette hay còn gọi là thu băng đó. Còn bên này thì có đèn pin nè, có mấy cái cù lao ngày trước hay sử dụng trong đám tiệc rồi đó. Rồi mấy cái chai bia nè, mấy cái ca nhôm nè, ca hinox nè. Cái lon cao cao đó mình không biết là đựng cái gì, nhưng mà ở nhà mình vẫn còn nha các bạn. Vẫn còn một cái nha. Còn mấy cái hộp đó thì mình đoán là đựng cơm thôi, nhưng mà không biết đúng không nữa. Nếu mà ai mà biết thì bình luận phía dưới để cho mình biết nha mọi người. Dưới này là có mấy cái cân nè, rồi có bàn ủi con gà nè. Ở giữa thì có mấy cái bình trà, mấy cái ly, mấy cái chén. Thank you.
Trong căn phòng này thì có rất nhiều là máy quay phim và những cái tivi, những cái vô tiếng đó, trắng đen của ngày xưa đó. Thì theo mình biết thì chủ nhân căn nhà này là công tác trong lĩnh vực truyền hình nha mọi người. Nên người ta muốn lưu lại một góc nhỏ nào đó về những ký ức của nghề nha. Còn đây là giống như một cái nơi ghi hình của chương trình Khám phá miền Tây vậy đó. Thì đây là cái không gian quán của căn nhà màu tím nha. Thì nó nhiều quán sân vườn lắm. Ví dụ như bạn thích cái không gian của cái quán nào thì bạn cứ vào, bạn đưa cái thẻ ra. Lúc mà mình mà mua vé đó thì họ phát cho mình cái thẻ đó, thì mình đưa cái thẻ ra và mình chọn nước uống thôi. Thì bây giờ xin mời các bạn theo mình tham quan những cái quán cà phê sân vườn của căn nhà màu tím nó như thế nào nha. Nào, mời mọi người. Sau khi đi tham quan vòng hết thì mình quyết định ngồi lại cái quán này nghe các bạn. Thì mình đã kêu nước rồi đó. Đó, mình chỉ cần đem thẻ lại cho mấy anh chị đó thôi là mấy anh chị đó đưa nước cho mình uống nha. À, hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Mọi người nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Và một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.